Hello, hôm nay mình quay lại buổi 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 mới nhé. Vâng. Tuần rồi thì mình hơi bận một số việc vào cuối tuần cho nên là đã tạm nghỉ mất mấy buổi, như là 2 3 buổi rồi đấy. Và vì tuần vừa rồi cũng mới xong ACB đúng không? Thì trong cái 2 tháng vừa rồi thì ACB như đánh giá thì cũng được coi là một ngân hàng khá tốt đúng không? Quản lý rủi ro tương đối thận trọng đúng không? Năm nay thậm chí có thể sẽ được hoàn nhập một số cái do trích lập sớm vào cuối năm ngoái. Vâng. Nhưng mà hôm nay thị trường biến động rơi rất là mạnh, đúng không? Cũng bị đây thấy âm 5%. Vâng, và chúng ta sẽ bắt đầu mã mới luôn. Theo như thông báo nọ thì mình dự định là sẽ quay một mã ở bên VN50, nhưng đến giờ phút này thì định quay nhưng mà nghĩ là phải từ từ đúng không? Chúng ta sẽ thử một mã khác trước. Rồi trước khi chúng ta sẽ quay lại với một số VN10. Gần đây thì VN10 cũng biến động rất mạnh như thị trường. Hôm nay thì thị trường rơi rất là mạnh, âm 5 điểm. Và âm 4% mà được coi là chắc là gần như là top châu Á rồi. Thế thì tất nhiên là nguyên nhân thì cũng một vài đúng không? Có thể là lãi suất, đúng không? Lạm phát. Thế thì hôm nay quay trở lại thì mình đánh giá mã mới đúng không? Thì mình dự kiến là hôm nay sẽ đánh giá vào lộc trời đúng không? Thực ra thì cũng theo dõi từ lâu rồi, chưa có điều kiện đánh giá. Thì gần đây thì có 2 lý do, một đúng không, để mình thử. Tất nhiên ở đây thì mình nghĩ là đợt này thị trường rất là kém, đúng không? Nên là cũng chưa hẳn là đã là lên, đúng không? Mà chúng ta sẽ thử trải nghiệm các mã, đúng không? Được coi là tầm trung, đúng không? Đây cũng được coi là một mid cap. Vừa rồi thì thực ra là mấy tháng nay thì đây, đúng không? Nó cũng tạo đỉnh chỗ 4 mấy đây, quay xuống và quay về chỗ đầu năm. Thực ra thì so với rất nhiều mã thì lộc trời cũng được coi là một mã gọi là giảm trọng hơn thị trường. Đấy, đại khái thì đây là đầu đầu tháng 4 đúng không? Thì đây nhìn rưỡi là khoảng 40 mấy, 45 46 đúng không? Cuối cùng thì về 42 đúng không? Vừa rồi thì trước khi cú rơi 4 32, và trước khi cú rơi bây giờ bật lên tận 42 cơ đúng không? Chính là hôm 7 tháng 6 đây. Như vậy là cũng chỉ cách cái đỉnh khoảng tầm 4 giá thôi đúng không, gọi là khoảng 11 12 trăm gì đấy, và cũng được còn mã tốt đúng không. Ở đây thì thấy trong mấy năm họ lên sàn thì mình thấy cũng có cổ tức đúng không? Cổ tức tiền mặt rất là tốt rồi. Đây sổ sách cũng cực kỳ cao đúng không, 39 đúng không. Thứ hai là một lý do nữa để mình cân nhắc đúng không? Tất nhiên ở đây thì cũng rất nhiều, có cả ưu có cả nhược chứ cũng không hoàn toàn là ưu cả đúng không. Nhưng mà đây gọi là bởi vì thực ra là vừa rồi thì chỉ số thì giảm mạnh đúng không, rất nhiều mã thì giá cũng tốt lên nhưng mà để căn ke chọn thì rất là khó đúng không, bởi vì ảnh hưởng của lãi suất cũng rất là lớn rồi một số chính sách của nhà nước ban hành ra thì có thể là sẽ được lợi đúng không. Ở đây thì mình nhớ mang máng là công ty thì đâu đó có khoảng trong cả trên cả dưới đây là khoảng 1.200 tỷ tiền mặt đúng không, tại thời điểm 31 tháng 3 2022 đúng không. Ở phía phía này đúng không, đây cũng là một khoản gọi là gần như gửi tiền hay là trái phiếu gì đấy đúng không, gọi là nghìn nghìn 2.300 đúng không. Ở phía này thì đang vay 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 dài không có gì, có 50 tỷ thôi đúng không, vay ngắn là 4.000, như vậy là tính ra là cũng phải khoảng tầm 2.800 đúng không? Ở trên gửi tiền 1.300 mà. Và đây là đến 3.200, như vậy là lộc trời được coi là một công ty để vay là cần bằng vốn chủ đúng không? Mình coi là rất lớn và nhạy cảm với lãi suất đúng không? Nhưng ở đây thì rất là may đúng không? Trước khi có quyết định thử đánh giá xem như nào. Ở đây thì cái mức lãi suất hỗ trợ đúng không? Trong một cái chương trình 2% của chính phủ đúng không? Mà sẽ đưa ra là khoảng tầm 40.000 tỷ đúng không? Mà hỗ trợ 2% đúng không? Nhưng mà về mặt lý thuyết vốn mồi sẽ ở khoảng tầm 2 triệu tỷ. Hiện nay tín dụng của Việt Nam mình vào khoảng tầm 10 triệu đúng không? Khoảng khoảng đấy. Đâu đó chỗ này nếu maximum là khoảng 20% đúng không? Nhưng cũng có thể chỉ khoảng 10% thôi. Và các lĩnh vực mà được ưu tiên đây đúng không? Ở đây thì có đâu khoảng tầm hơn chục lĩnh vực gì đấy. Trong đó là có lĩnh vực nông nghiệp đúng không? Lâm thủy sản. Lộc trời thì được coi là nằm trong lĩnh vực này đúng không? Thì xương mang máng thì nhớ thuốc bảo vệ thực vật đúng không? Rồi gạo đúng không? Đại khái là mình nhớ có đôi ba nghề kiểu kiểu đấy đúng không? Như vậy chắc chắn sẽ nằm trong cái phân khu nông nghiệp rồi.
và công ty cũng có vay ngân hàng khá nhiều đúng không? À, lãi suất đây đúng không? 38 tỷ đấy. Và lãi suất thu thuế vừa rồi là 240, wow, rất cao. Wow. Mà nếu tính toàn năm 21 đúng không? Thì cũng hết khoảng đến âm tài chính là khoảng âm 293, lợi nhuận thuế là khoảng tầm 500. Như vậy chi phí tài chính cũng chiếm một khoản rất là lớn. Rất may là trong trường hợp rất xấu, nếu trường hợp mà lãi suất ngân hàng gia tăng đúng không? Thì công ty cũng được hưởng lợi một chút ở cái phần liên quan nông nghiệp này. Và trong lĩnh vực nông nghiệp và các đối tác đúng không? Các nhà phân phối hay là cái gì đấy xung quanh đúng không, về cũng nằm trong lĩnh vực nông nghiệp và khả năng cũng sẽ được hưởng lợi trong gói này đúng không? Như vậy là đây là ngoài ngành nghề mà được nhà nước ưu tiên đúng không? Ưu tiên phát triển tín dụng đúng không, và bơm tín dụng cho lĩnh vực này. Đấy, đây là cái gọi là một chút kỳ vọng. Và đây thì mình nhớ loang máng là PE cũng rất thấp đúng không, 7, sổ sách 39, thậm chí giá cổ phiếu còn thấp hơn sổ sách là chỉ có 38 thôi đúng không. Vốn 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 hóa có 3.000 và hiện nay vốn chủ mình đang nhìn thấy liếc ở đây mình thấy 3.200 rồi đúng không? Đấy, đấy là một vài cái thông số đúng không. Thế còn lại là lãnh đạo thì đây là một cái chú đúng không, rất có tuổi, chú 64 tuổi rồi đúng không, chú Huỳnh Văn Thọ. Và ngày xưa thì cũng có, không biết là bây giờ còn cầm không đúng không? Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đúng không, một tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và chuyên về nông nghiệp đúng không? Rồi có cả cả ông một ông quỹ đúng không, Indo China Growth Master Fund đúng không, rồi cả Việt Nam Azella đúng không. Đấy là như vậy là cũng có cả quỹ, cũng có cả cổ tức tiền mặt đúng không, một lĩnh vực nông nghiệp đúng không, rồi đây thuốc bảo vệ thực vật An Giang đây đúng không, tên cũ xa xưa đúng không? Đấy, như vậy là rất nhiều thứ đúng không. Và năm nay dự kiến sẽ chào bán 10 triệu cho đối tác chiến lược mới đúng không? Đấy, rất hy vọng bán ở giá này bằng giá bằng tỷ giá cũng là tốt đúng không? Vậy là chắc chắn sẽ được thêm một lượng tiền lớn, 10 triệu ra 38 tức là khoảng tầm 400 tỷ đúng không? Mặc dù không lớn quá nhưng mà cũng cải thiện cơ cấu tài chính đúng không? Như vậy là đấy là một vài cái thông số đúng không, để mình sơ bộ như vậy đúng không? Thế thì hôm nay mình sẽ bắt đầu thử xem như nào nhá, chúng ta cũng bắt đầu thử lộc trời công ty Vinacom mà cực kỳ lâu rồi và đánh giá một công ty Vinacom. Chúng ta sẽ thử đúng không? Chúng ta cái form mẫu tương tự như vậy. Như vậy là cơ cấu cổ đông cũng từng có quỹ đúng không? Rồi cũng có cổ tức tiền mặt. À, kết cấu tài chính thì vay khá nhiều đúng không? Nhưng mà nằm trong cái mức được hưởng lợi do nhà nước công bố lãi suất đúng không? Nên là cũng có thể là sẽ cân bằng được với cái lãi suất ngân hàng có thể sẽ tăng đúng không? Lĩnh vực nông nghiệp thì rất được ưu tiên. Rồi đối tác cũng trong lĩnh vực nông nghiệp thôi. Và một điểm nữa ở đây là phải thu vào tồn kho thì rất là lớn đúng không? Đấy là cái trục trặc đúng không? Cân nhắc. Và đấy là cái của công ty đúng không? À, và gần đây thì mình biết là giá cả lương thực trên thế giới thì tăng rất là mạnh đúng không? Đấy là một trong cơ sở để mình suy nghĩ về việc đấy đúng không? Chúng ta thử một công ty nông nghiệp. Thực ra thì cũng có theo dõi cả bên 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 gì nhỉ, bên đảo Cà Mau đúng không, nhưng mà vừa rồi biến động rất là mạnh đúng không, nhưng mà cái bữa họ xuống giá hai mấy thì đấy mình vẫn đang quay dở ACB đúng không, gần cuối nên là chưa có điều kiện để quay, nếu không trùng hợp thì mới mới có thể làm được đúng không. Cho nên P7 thì cũng được thôi đúng không, không vấn đề gì cả. Hoạt động kinh doanh mấy năm qua đây đúng không, chán 9.000, 8.000, 7 7.000, 7 đúng không, năm vừa rồi là 10.000 đúng không? Lợi nhuận thì đến giờ thì cũng quanh 400 tỷ thôi. Và hàng năm thì vẫn có tích tụ vốn chủ đúng không? Như vậy rõ ràng là cũng có sự mở rộng. Chỉ có cái duy nhất là lợi nhuận không tăng thôi đúng không? Đấy là thứ mình nhìn thấy đúng không? Rất lâu rồi. Thực ra thời này thì cũng không cần phải siêu việt đột biến quá đúng không? Bởi vì đây đang trong một thời kỳ kinh tế được coi là kinh tế kém đúng không? Lãi suất ngân hàng đang có xu hướng tăng. Do đó thì chúng ta cần những công ty vốn chủ nó lớn một chút đúng không, sát vốn hóa càng tốt, cái tiền mặt chia đều đúng không, tài chính đủ mạnh đúng không. Đấy là một vài cái từ đúng không, lĩnh vực của lộc trời chắc là nhà nước cũng ưu tiên quan tâm đúng không? Như vậy và chúng ta sẽ bắt đầu thử nha, số lượng như vậy xem như nào.
thì chắc có khoảng tầm 80 triệu cổ đúng không? Như vậy cũng xài xài mid cap rồi. Đây chúng ta có giá cổ phiếu. Giá 38 thôi, đúng không? Nhẹ nhàng để xe hàng thôi. Vốn hóa giá trị công ty. Thực ra trước khi vừa rồi mình nhớ hôm thị trường bỏ đáy đúng không? Vào giữa tháng 5 thì đây đúng không? Đầu tháng 4 thì hình như là còn phải đến tận 45 46 đúng không? Sau đó thì cũng có một cú trôi hơi khá mạnh. Cuối tháng 4 thì nó về 37 mà rất mạnh. Hồi hồi nó lên 440 đúng không? Và sau đó thì đến ngày 13 biết thì mình thấy tận 32. Rất mạnh và đúng rồi là cái son đấy 46,3 sau đó bật lên được 42 và hôm nay thị trường rất mạnh thì lục trời cũng bị giảm và bây giờ nó về 38 rồi vậy có 3-4 cú tăng đây đúng không? Nhưng mà không có thua gì cả vẫn là chu cũ và ở đây nhà sẽ thử đúng không? Chia ra 6 số. Và như vậy là đây là vốn hóa của doanh nghiệp đúng không? 3.000 tỷ thôi. Và chúng ta có lãi sau thuế của 4 quý gần đây. Và đấy, con số đầu tiên. Và 4 quý gần đây. Giờ này thì chắc là có quý 1 rồi. Quý 3 năm ngoái là 45 tỷ. Quý 1 năm ngoái là 181. Như vậy có thể thấy quý 1 hàng năm rất là lớn. Lợi nhuận đột biến thường tập trung vào quý 1 và quý 4, đúng không? Mình thử kiểm tra năm 20 xem có quy luật nào như thế không. Quý 1 thì vứt, đúng không? À lúc có thể dịch quý 2, đúng không? Và quý 4. Đấy là những cái thông số. Như vậy quý 4 là một quý có tụ đặc biệt. Năm 2019 thì lại vào quý 2 đúng không? Như vậy là có vẻ các quy tắc này nó hơi tương đối đúng không? Tất nhiên là sau này thì mình sẽ vào chi tiết xem như nào. Thực ra thì cái việc đánh giá những cái doanh nghiệp như này thì nó mang tính là vừa là phân tích đánh giá doanh nghiệp đúng không? Xong rồi vừa là trải nghiệm đúng không? Là chúng ta hiểu hơn vào một doanh nghiệp, hiểu hơn vào một ngành. Tất nhiên là hiểu đây thì hiểu góc độ là phân tích tài chính thôi đúng không? Chứ còn là hiểu về nghề nghiệp của họ thì rất là khó đúng không? Cần cực kỳ nhiều thời gian là phải là người trong ngành cơ. Thì mình thì góc độ là góc độ phân tích tài chính thôi, đúng không? Chúng ta sẽ thử xem như nào. Và đây là 4 quý gần đây, đúng không? Trong đó thì 2 quý vừa rồi lợi nhuận rất là tốt, đúng không? Long lanh. Và như vậy là 400 tỷ. Và 400 tỷ. Là lợi nhuận của lộc trời đúng không? 4 quý gần đây. Thế còn nếu mà chúng ta muốn thì chúng ta sẽ có vài cái lãi để chúng ta tham khảo đúng không? Chúng ta có còn lãi sau thuế đúng không? Sau thuế của 2021 thì có thôi. Chắc khoảng 400 đúng không? 400 300 gì đấy. Vâng, khoảng 417 đúng không? 417 777. Như vậy cũng xem cái số hiện tại thôi đúng không? Và để cho nó còn là view kế hoạch đúng không? Chúng ta sẽ có kế hoạch ở đây. Vừa nãy mình bóng mình nhìn qua mình thấy có đây cổ đông rồi đúng không? Như vậy chúng ta sẽ thử đây cổ đông của 2022 đúng không? Vừa họp cách đây khoảng 2 tháng xem bên công ty đúng không? Họ trình bày cái kế hoạch kinh doanh ngày hôm nay như nào đúng không? Cũng cũng mới thôi, 2 tháng cũng không phải gì nó lâu la cả và cũng có cả biên bản được có đâu như vậy là cho lợi quá. Như vậy là ở đây và gặp một người quen đúng không? Đó quý AFC đúng không? Việt Nam Fund quỹ chuyên đầu tư vào doanh nghiệp vừa và nhỏ đúng không? Hệ số PE tốt đa phần là như vậy. Vâng, tốt quá. Như vậy doanh nghiệp mà có cả biên bản mặc dù là một công ty ở
có phong thái làm việc với quỹ, ở đây có kế hoạch kinh doanh đúng không? Và theo cách này thì sẽ có một chút không tán thành, đúng không? Còn lại thì đa phần là tán thành. Tám mươi triệu cổ đúng không? Đi học là chỉ được có 54/2/3 tỷ, khoảng tầm 80 người học. Và ở đây để tìm cái kế hoạch của 2022 đúng không? Vẫn chưa thấy. Và rất dài đúng không? Mà lại chưa vào vấn đề. Đây rồi đúng không? Đây là kế hoạch kết quả luôn. Chúng ta chưa nhìn thấy. Năm ngoái họ đặt kế hoạch 400, cuối cùng là 418. Doanh thu đặt doanh thu là 14.000 tỷ nhưng cuối cùng chỉ được có 10.000. Và như vậy doanh thu hơi đặt hơi khống. Và lợi nhuận thì đặt sát. Và đấy là doanh nghiệp. Đây rồi. À, vẫn đặt được 400 đúng không? Như vậy là vẫn đặt được giống như 21. Công ty nó là để tích lũy vào quỹ dự phòng rủi ro cho nông dân và nông nghiệp. Quỹ dự phòng rủi ro cho nhân viên theo định hướng phát triển bền vững. Rồi. Ok, đúng không? Đó, tiếng Anh cơ. Và như vậy công ty rất xịn hiện đại. Và 400 tỷ. Mà đây là kế hoạch kinh doanh, đúng không? Như vậy là nó cũng rất là sát hiện tại và rất sai. Và lúc này thì chúng ta sẽ thử thôi, đúng không? Để đi, đúng không? Như vậy là kết quả kinh doanh năm ngoái, đúng không? Kế hoạch kinh doanh năm nay, đúng không? Rồi lợi nhuận của 4 quý gần đây là về cơ bản là cũng là giống nhau thôi. Không có gì nó quá đặc biệt cả, đúng không? Không khác biệt sai lớn, quá lớn gì cả. Như vậy cũng được coi là dễ hình dung, đúng không? Chúng ta sẽ lấy cái 421 này, chúng ta chia cho như vậy là khoảng tầm 13%, đúng không? Percentage, đúng không? Là 13%. Như vậy là PE khoảng 7 rồi, và khả năng rất cao là 3.000 chia cho 420, đúng không? 7.3 và 7.32, 33 và như vậy là đây là hệ số định giá của bên 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 lộc trời, đúng không? Chúng ta sẽ chọn doanh nghiệp bây giờ cũng rất khó, đúng không? Thị trường đang rơi rất nhanh. Do thị trường gợi nhớ đến 2018, đúng không? Bật lên mạnh, rơi bật lên rất mạnh, đúng không? Sau đó rơi sâu. Cuối cùng thì rơi đến tận 200-300 điểm. Mà rơi cực mạnh. Có một cái đáy giảm, đúng không? Hồi lên được khoảng 100 điểm, sau đó vẫn bật lại, đúng không? Gợi nhớ 2018. Và chúng ta sẽ đi tiếp nhé. Bây giờ chúng ta sẽ có đầu tiên là một cái gọi là tỷ lệ.